Người cũng múc nước suối này uống thôi. Uống cái nước suối này hả? Nước suối đây. Hả? Uống đây thì uống nước nước này. Ôi trời ơi. Cái nước này uống được không? Thì cũng uống biết rồi đó. Mà có lúc thì nó mùa nắng mùa khô thì nó đóng rêu đóng đồ lên cũng uống cũng hôi. Ôi trời ơi. Uống rồi có đau bụng không chú? Có lúc đau bụng rồi có lúc cũng bị đau bụng nhiều chứ. À. Chứ trời biết đâu nữa. Nước này chỗ đó rồi. Đó, múc lên chỗ đó. Trên kia nó trong hơn đúng không? Trong hơn, mình múc ở trên đó, còn ở dưới đây mình múc là coi như có tắm thì đứng ở dưới ngoài đây là múc vô, à, tắm ra. Tắm là cũng ra đây múc tắm luôn hả? Đây. Ui trời ơi. Uống nước là trên lớp ra múc nước trên kia uống. Nước đó. Rồi vô mình nấu lại chứ? Vô nấu. À. Nấu rồi để cho nguội được uống. À, ui. Dạ xin chào quý vị, hiện tại là Phi đang ở thôn 2 xã Diên Bình, tỉnh Đắc Tô, huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum, huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum, thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Con Tum. Thì hôm nay thì Phi đến thăm một cái hoàn cảnh cũng hết sức là đặc biệt của hai anh em chứ cô ha, Bùi Văn Trung và Bùi Văn Hiệp. Thì ngày hôm qua là Phi cũng như là cô tên gì? Cô là Lê Thị Liên. Cô Lê Thị Liên là hội làm bên hội phụ nữ của thôn đây. Thì cô cũng có chia sẻ với Phi tại địa phương có một cái hoàn cảnh này hết sức là đặc biệt. Thì hai anh em của chú này là ở giữa rừng đúng không cô? Đúng. Rồi làm một cái chòi, căn chòi để ở. Rồi hằng ngày là hai anh em đi giữ bò cũng như là làm lẫy cho người ta quý vị, nhưng mà cuộc sống hết sức là khó khăn, đặc biệt là người em là bị bệnh mà không có tiền chữa, có qua tật nguyền luôn. Bị bệnh, nó mới đầu là bị bệnh thôi, bị sốt á, mới đầu là bị sốt coi giật á, bị sốt cái sau không có tiền chữa cái nên co rút người luôn. Dạ. Rút chân rút tay lại luôn. Dạ dạ, đó thì quý vị cũng đã thấy có con đường mà đi vô chỗ của hai chú này á, thì rất là khó đi, đường đồi núi không à, đây người ta trồng cao su phải không cô? Cao su á. Thì Phi cũng có dịp đi Con Tum, ghé qua chỗ trại cùi của mấy sơ chỗ Con Tum á, thì Phi cũng nhận được cái thông tin nơi đây và cũng đến để tìm hiểu xem như thế nào. Hiện tại là đang đột nhập vào bên căn nhà cái lều của hai chú. Thì hôm qua cũng đến quý vị, hôm qua cũng đến tìm nhưng mà chú kia thì đi giữ bò không có ở nhà đó. Thì hôm nay thì chú cũng đã được người dân trở về nhà rồi, nên hôm nay Phi lại đến tìm chú. Cô Liên năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Cô năm nay sinh năm 65, thì cô 57 tuổi, 58 tuổi. Cô 58 tuổi. Ừ. Là sao mà cô biết cái hoàn cảnh này ở trong rừng như thế này mà sao cô biết? Thì gia đình cô cũng có vài con trâu rồi, cô đi chăn trâu á. Là cô hay gặp miết rồi, nhiều bữa cô cũng đem gạo đồ đem vô cho ăn. Mấy hôm mà hai anh em đau sốt miết, cái vô thấy anh em nằm đau thì cô cọc trâu lại, cô chạy về cô mua thuốc. Yeah. Rồi có bữa cô đem gạo vô, rồi cô có bữa ví dụ cô cho vài chục ngàn để mua đồ ăn hay là gạo, thì thỉnh thoảng cô hay cho lắm. Yeah. Cô giữ trâu khu vùng này nên cô hay gặp hai anh em ở đây. Nói chung là cô hay đi giữ trâu, rồi cô thấy hoàn cảnh hai anh em này rồi cô cũng hay giúp đỡ. Thì nói chung là giờ mình đi cô thì cũng đủ ăn thôi, cô cũng bị bệnh nhưng mà thấy hoàn cảnh đây thì nhờ cô cũng có gì cô hay cho gạo. Cô hay cho gạo thôi. Giờ mình đi ngõ nào cô? Đây mình đi qua đá chẳng dễ, đai xuống cũng được nhưng mà khó đi hơn. Mình đai qua đai chẳng dễ. Quý vị thấy không? Trong đồi núi toàn là cây cao su đó. Cây cao su này chắc cũng trồng cũng lâu rồi cô ha? Cây lâu rồi. Chắc cũng 10 năm chưa? Chắc cỡ đó. To dữ thì. Mà của người ta đó,
chứ còn hai anh em thì không có gì hết. Dạ, bình. À, lúc còn nhỏ thì kiểu cũng có cho cái mẹ rồi thì bị bệnh đó rồi cho mẹ cũng đi làm miếng. Cô dẫn đây đây con không biết được. Rồi đây lên chỗ đây là có đường chính bước qua mình đi á. Ừ, nhờ có cô chứ còn không thì con cũng không biết cái hoàn cảnh này đâu. Thấy lần ở đây bà con nói chung dân đồ cũng hay cho. Dạ. Gạo đồ đồ ăn đồ tết thì dụ nhà nó có thịt rồi có bánh mì tôm rồi có bánh tét bánh chưng rồi đó rồi bà con cũng cho. Dạ. Ừ. Ui cái hoàn cảnh mà nằm tuốt trong rừng núi này thì chắc cũng ít ai biết được cô ha. Nói chung thì địa phương ở đây thì cũng biết nhưng mà sao mà cũng không quan tâm thì cái đó thì cô cũng không hiểu được. Là hai chú là ở cũng lâu rồi hả? Ở lâu rồi. Ở đây lâu rồi. Ừ. Nhưng mà có hộ khẩu gì không? Thì khẩu thì cái nhà cha mẹ ở ngoài kia nhưng mà hồi đó thì cha mẹ để lại cho ông anh lớn. Rồi ông anh lớn đó nó có vợ là được mấy đứa rồi rồi. Cái nhà ở đằng ở đó là mấy đứa con của ông anh ông bị ông thư ông chết mất. Yeah. Cái mấy đứa con của ông anh nhưng mà mấy đứa con nó cũng khổ lắm. Yeah. Mấy đứa con của ông anh khổ cũng không có nhà. Chập nữa mấy con về thì cô dẫn ra cô coi cái nhà cũng khổ. Là ông anh thì mất cái con lại ba cái thằng với cái con mà cảnh ở cũng khổ lắm. Yeah. Rồi ở hai chú đó là bây ở đây là cũng được lâu khoảng bao nhiêu năm rồi cô ạ? Ở đây thì cũng lâu lét rồi con ơi. Lâu rồi hả? Ừ. Ở đây lâu rồi. Mà ở đây lâu nhưng mà một ông mà Nguyễn Văn Trung Bùi Văn Trung thì ở đây còn ông Bùi Văn Hiệp mà bị toàn tật nữa thì hay đi làm lắm. Đi xa. Đi giữ bò đúng không? À, đi giữ bò. Ừ. Đi xa chứ ít vậy nhờ. Mà có lần cô vô là cô thấy hai người đau. Bữa đó cô giữ bò giữ trâu ở đây nè. Cái cô thấy hai người xấu ghê quá cái cô cầu trâu lại cô chạy về cô mua thuốc. Cô mua thuốc bơ rồi cô mua đem gội vô cho hai anh em. Dạ. Cái chân của cô là bị sao mà cô bị téo hóa địa đệm. Công công đi công công vậy hả cô? Cô bị téo hóa địa đệm hồi là cô đi cũng không được. Dạ. Cái cô đi vô Sài Gòn thì trong đó họ nói thì giải phẫu nhưng mà tiền thì họ nói nhiều quá cô không giải phẫu được cái cô gì. Nhưng mà cô cũng phải đi làm. Cô không có tiền giải phẫu hả? Ừ. Nãy cô nói với Phi là cô có mấy con trâu nhưng mà đó là để cô bán để cô đi mổ đĩa đệm á. Cô bán cô mới có mấy con trâu nhưng mà người ta vô ép giá quá được hả? Mua rẻ quá. Mua rẻ quá hả? Nhà cô thì nó lấy bán được là cô đi mổ đĩa đệm này. Yeah. Cô vô Sài Gòn rồi nhưng mà họ nói nhiều tiền quá cô không đủ tiền để cô mổ đĩa đệm. Đường vô cũng rất là khó khăn. Đường đây này thật khó. Này đi xuống dốc đi tập tí nữa đi lên dốc cũng đuối ha. Ở tuốt trần này thì ai mà biết để giúp đỡ được. Nói chung thì bà con thì họ ở trong kia còn anh em ở đây mà có cái đứa mà bị tàn tật nó lặng cũng hay đi cũng cầm cái lưng cầm còn cái tay cũng khỏe mạnh cũng hay đi làm lắm. Yeah. Hai anh em thì cũng đi làm miết nhưng mà hoàn cảnh đó thì rồi, ai thấy cũng thương. Tới nhà rồi. Tới nhà. Ai cái nhà cái lều chứ không phải cái nhà. Cái lều mà cái lều bữa đây là đẹp á, người tuổi tết người ta cho con như bữa trước là một bét luôn. Yeah. Bữa trước một cái nhà luôn á, bữa đây là người ta mấy cho á. Yeah. Yeah, chào mấy cô. Cái này hàng xóm gần nhà á. Cái mấy người này là mấy người hàng xóm. Rồi, ok thì sau khi vượt một đoạn đường cũng khá xa, vô được cái căn lều của hai chú, thì Phi cũng bắt gặp được hình ảnh của chú em. Chú là chú em của em của... Dạ, chú Út đúng không? Thứ Út này. Bây giờ là chú cái hình hài của chú là cũng hơi siêu vẹo, cái lưng bị gù đúng không chú? Còn tay của chú là bị sao vậy? Bẩm sinh hay nó bẩm sinh. Sốc sốt huyết con coi giờ con rút qua. Mấy ngón này là ông bị ra con lỡ cái bắt đầu. Cắt đi. Để con coi thử. Cắt đi. Cái này là nó bị lỡ hả? Hồi trước đó ông bị co rút rồi cái bắt đầu ra cắt đi. Đẹp đẹp lắm chú ơi, cắt đứt. Chú nói đi, chú nói đi. Rồi ra cắt đứt mấy lắm này bắt đầu là nuôi vô được cái này là ông tê nó liệt luôn, rút luôn. Rút luôn hả? Bây giờ tay này cũng cứng đơ vậy luôn hả? Đứng cứng đơ đó, có ăn là coi như là bướng quán của nó bỏ lên chán lên trầy này ăn thôi. Ăn là khó lắm. Muỗng, khó muỗng, ăn muỗng thôi.
Rồi chú di chuyển chú đi đứng có khó khăn không? Khó chú đi con coi thử. Đi cũng khó. Đi rồi trời ơi, cái lưng của chú nó cong veo luôn kìa. Ha. Cái lưng cong veo. À, đây quý vị thấy không? Cái lưng của chú nè. Một cái đường cong giống như là cái bản đồ của Việt Nam hình chữ S vậy. Đó. Rồi chú lại nhà đi chú. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Chú 40 mấy á. 40 mấy hả? 50. 50 hả? 50. À, cũng không chắc. Mùa muối. Ồ, muối sốt huyết hả? Cán sốt. Trong này là muối nó nhiều đúng không? Muối nhiều chứ chú đốt lửa trong này bắt đầu có nằm ngạt thở luôn á. Ngạt thở luôn hả? Chứ mà trời không biết ngủ đâu. Trong này muối nhiều nó. Muối nhiều. Mới vừa rồi con muối muối vàng á. Nó cán là hay dễ bị sốt huyết đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà đợt này thì có mùng cái đồ đó. Đây là cái lều của hai chú ở trong này đúng không? Đó, hai chú là con vô con xem thử nha. Đây. Quý vị cùng Phi đi vào bên trong xem cái căn lều nhỏ của hai chú nè. Còn mở cái đèn lên cho quý vị xem nè. Đó, đây là cái gian bếp. Bếp. Cái thùng gạo thì chỉ còn một ít gạo thôi. Một ít gạo nè. Đó. Gỗ thì chú cũng đi làm đó rồi ra. À, mua luôn thì mua không nổi. Này là cá khô. Mua cái ai thương thì bán lẻ thôi. Cá này là cá gì đi chú? Chú ơi. À? Cá này nè. Cá là của ông anh ông làm rồi kia, ông Hải Chánh á, ông làm ông cho. À, cái mình ông thấy không có ăn đó, ông cho cái rồi vô sự đĩa thôi đi cái mình nướng. Mình nướng cái mình phơi khô hả? Nướng cái rồi cái đĩa vậy cái bắt đầu cái rồi cái mình ăn cơm cái là cái mình có bữa có bữa không nữa đó. Cái nướng để dành ăn cơm vậy hả? Để dành ăn cơm. Ui trời, chú ăn toàn là những đồ khô có sẵn này. Đây là cũng cá luôn, cá rô phi không phải không? Rô phi không à. Ui như vậy ăn có được không, để lâu ngày rồi có ăn được không ta? Bỏ bữa nay rồi có những biết ăn được không nữa. Ui trời, ở gì giữa rừng núi như thế này. Rồi đây đi là chỗ ngủ hả? Ừ, chỗ ngủ nè. Vâng quý vị thấy một cái lều cũng tầm vài mét vuông thôi, rất là nhỏ. Ở trong này rất là ngột ngạt và nóng quý vị. Thì Phi cũng muốn quay cho quý vị chia sẻ quý vị biết thôi. Rồi chúng ta cùng ra tìm hiểu tiếp hoàn cảnh của hai chú ha. À cái bếp ngoài này hả? Cái bếp đây cái đồ cái như hồi mưa thì đem vô trong dưới không dầu. Ướt. Mưa là dầu vô trong. Mưa là mình vô trong nấu ở đây trời mưa nó giọt đúng không? Dầu. Cháu nấu cơm gì chưa? Có nấu đó nhưng mà để hai ba bữa này rồi chắc bỏ thôi chứ không. Nấu cơm mà để hai ba bữa luôn. À, không nấu luôn à. Đau, mệt đó. Mệt quá. Chú là chú bị đau bệnh gì? Lần đầu thử không được bị đau trong cái sau bên đây này đau tim á. Đau tim hả? Sao biết đau tim? Không là cái như là mình làm thử không nổi. Trời ơi, đồ ăn gì đây? Cái này là gì? Cái mì ấy đó. Mì hả? Mì mà cái như là giữ cái chỗ bỏ hay gì đó là không ăn được. Cái này đây. Trời ơi, đồ ăn cơm gì nấu tới 20 bữa rồi để là hư rồi sao ăn? Ăn không được. Rồi. Hiện tại là chú là làm rẫy, làm cà phê, làm cao su đó hả? Không, chú không có đâu, chú làm cho người ta, họ kêu thì chú làm thôi. Làm công cho người ta? Làm công á. Họ kêu là làm? Mình, họ kêu làm, chứ mà có, là thấy khỏe thì họ kêu là làm, chứ còn yếu thì nghỉ. Dạ. Họ cũng đem gạo vô cho. Như vậy rồi cái cuộc sống nó có ổn định không? Sống thì nói chung nó có lúc đau, rồi lúc ốm yếu rồi đó thôi, chứ còn cũng bình thường. Mà sao chú bị đau vậy, sao chú không có đi khám bệnh viện hả? Thì đi khám bệnh viện thì biết không biết mà ở trong rừng biết đi khám sao không biết. Không cứ đau là coi như là cái hồi ở nhà làm đó thôi. Cái hồi yếu yếu rồi này cũng khỏe, thì cũng khỏe mà hồi. Hồi yếu hồi khỏe đó. Hồi yếu hồi khỏe. Còn chú là chủ yếu đi giữ bò đúng không? Đi giữ bò với lại lượm lượm nhôm nhựa. Con nghe nói là hai chú là quê là ở Quảng Nam đúng không? Quảng Nam. Cái thôn này là đa số là toàn là ở Quảng Nam hết. Quảng Nam hết.
Là ngày xưa là di cư vô đây? Hồi xưa thì di cư vô đây. À. Cha mẹ sinh ở đây. Cha mẹ là sinh ở đây? Sinh đây. À. Nhưng mà có quê của cha mẹ là ở Quảng Dạ, Nam. Cái gốc của cha mẹ là ở Quảng Nam. Ở Quảng Nam. Rồi vô đây làm ăn di cư vô đây rồi sinh mấy chú ở trong này? Dạ, tôi nghe nói là đa số cái thôn này ở đây là người quảng gốc Quảng Nam hết. Gốc Quảng Nam hết. Cũng hay ha. Hôm nay rồi chú có đi làm nữa không? Dạ không. Không hả? Đi mệt quá rồi, cho nghỉ, mấy người cho nghỉ. Ừ. Lúc nhung nhiều cũng đi mệt quá rồi, đi nghỉ thôi. Bây giờ là chú là trong người chú là có bệnh gì? Người bệnh tùm lum hết, không biết, người bệnh thì không biết. À. Đau tùm lum hết. Không ai biết bệnh gì luôn. Dạ, không có tiền đi khám bệnh luôn. Không có tiền. Không có tiền mà mua nấu cho bố hiểm mà đi khám bệnh, ăn không có hàng ngày. Bệnh tế cũng không có luôn. À, bảo hiểm y tế cũng không có luôn. Không có tiền để ăn luôn. Tình là hỏi là họ không biết đâu, họ không biết bệnh gì đâu. Dân là phải có cái bảo hiểm y tế mà em không có luôn. Dạ. Yeah. Trù bữa trước cô dựa trâu ra cô xuống một cái anh em tình lắm. Bây giờ chỉ thấy lồn. Cô thấy em nằm đau, nằm yên luôn nè. Các cô phải chạy đi mua thuốc, cô có sao cô về cô cho gội cho được. Rồi thả ông nấu rồi. Chị chẳng nào có nên đi bỏ. Đó thì cô Liên là cũng ở gần đây rồi, cô cũng hiểu rõ về hoàn cảnh của hai chú đúng không? Dạ. Ừ. Là hai chú này nói chung mới là tiền ăn cô không có, huống hồ gì đi bệnh viện đúng không cô? Không có tiền đến nỗi tiền để mua bảo hiểm y tế của trên huyện để mình đi khám bệnh, mà cũng không có tiền để đi mua bảo hiểm y tế luôn. Ừ. Nên đau là giờ cũng không biết bệnh gì này, đau trong người đủ thứ. Nhiều bữa cô đi dược trâu, cô vô cô thấy anh em nằm ở trên giường đây, thằng anh thì tức ngực thở không nổi, còn thằng em thì lên cơn sốt. Cái cô kêu chị, cô chỉ biết gì cho gọi cho đồ để anh em ăn thôi, chứ còn nói chung thì hoàn cảnh của cô cũng khó khăn nên cô cũng không có giúp đỡ được cho hai anh em đây nhiều vậy. Dạ. Yeah. Ừ. Dạ nó cái tấp liều mà có cái thằng Quốc ở xuống nó cho mấy tấm liều chứ hồi xưa có tấm liều này bữa trước cũng một lắm. Cô thấy nó bét ra rồi, bà con cho mấy tấm tôn đây để làm tấm liều á. Hồi xưa là mấy hồi là tấm bạc. Là tấm bạc. Ừ, tấm bạc. Còn mấy tấm tôn đây là bà con họ cho bữa Tết chứ. Có mấy anh em vô làm cái trại đây. Yeah. Cho cái trại đây bữa trước lần hư hết. Vì hằng ngày cô chăn trâu gần đây này rồi, thỉnh thoảng cô cũng hay vô. Cô vô cô thấy hai em à, hai đau giặt dội lắm. Thằng đây thì bị phổi này, có bữa vô thở không nổi. Còn thằng em thì cũng hay bị lên cơn sốt này, thì nó bị coi giật á, nên nhấn rút chân rút tay hết. Ở thuốc trong này thì ví dụ như có cái chuyện gì sao mình trở tay cho kịp ta? Thì đó. Nên cái cảnh chứng kiến mà anh em đau là cô hay gặp lắm. Dạ. Thì cô ở, cô đi chân trâu gần đây nên cô thấy biết. Dạ. Ừ. Bây giờ là cái chân của chú là vẫn đi là bình thường đúng không? Không được bình thường bao nhiêu hết. Không được bình thường bao nhiêu? Rất yếu lắm. Đi yếu hả? Đi yếu mà sao chú đi xa dữ vậy? Hồi ráng. Hả? Hồi ráng đi. Con nghe nói chú đi lần mấy chục cây hả? Không có đâu. Hả? Ấy là mình từ đây mình lên cái chỗ mở. Đi nhiều ngày lắm, chứ không phải một ngày. Đi mỗi ngày mỗi ngày. Mỗi ngày mỗi ngày là nghĩ là... Xin xa người ta lên. Dạ. Đi một khúc một đoạn đó. À, đi một đoạn cái quá gian người ta, dạ. Người ta chở. Dạ. Xin xa người ta cũng đi không nổi đâu. Dạ. Buồn lắm. Bây giờ chú ăn uống có được không? Uống cũng yếu. Yếu hả? À. Ăn uống cũng yếu. Ở đây rồi nước non rồi mình lấy ở đâu chú? Lấy cái suối hả? Suối, nước suối. Vì vậy là mình dùng nước suối hả? Dùng nước suối. Còn cái giếng kia? Giếng đó thì nói chung là mình cũng ít chơi, nó cũng ít sách. Nó cũng rớt đồ xuống đó, nhưng mà rửa rái đồ. Cái giếng này là ngày xưa là mình đào hay sao anh? Hồi xưa là ông anh ở trong đây. À. Ông ở trong đây là bắt đầu là ông làm cái giếng đây, sau ông mất. Dạ. Vậy là... Cái giếng này là giếng đào nhưng mà đào, nước nó cũng đào. Không có sạch đúng không? Không sạch. Là do mình chưa quét dọn cho xong sạch được lẹ. Dạ. Yeah. Có sâu không chú? Nước đây hả? Dạ. Yeah. Thì mùa mưa không biết cũng sâu lắm. Sâu lắm hả? Mùa mưa thì sâu. Rồi mình lấy mình tắm thôi chứ làm gì? Tắm thôi. À. Tắm rửa rồi giặt giũ rửa rồi. Dạ. Yeah. Còn uống là... Uống là lấy nước suối. Còn cái bình nước đó? Đó là lấy nước suối. Nước suối chỗ nào đâu? Ở phía trên thôi. À, chú dẫn con ra xem thử. Đi, anh đi ngay đây. Đi ngõ này hả? À. Người này có cái suối hả chú? Có suối hố tẻ nhỏ chảy xuống đó. Rồi có đủ nước dùng không? Giá có hụt đủ.
đủ nước uống rồi ấy rồi thôi. Nói chung ra thì đây là cây cà phê đúng không? Đây là cà phê. À, cà phê này là chú có làm không? Thì kêu họ nói làm thì làm, còn họ chưa cần thì mình chưa làm. Là đi hái á, kêu hái cà phê á? Hái là dãy cỏ đồ đây này, dãy bồn đồ đó à, mà chưa dãy được. Cái kiểu là bữa chú có đau rồi bữa ớn bị yếu. Ai thì cũng làm cái miếng nước suối này rồi cũng múc nước nước suối này uống thôi. Uống cái nước suối này hả? Nước suối đây hả? Uống đây thì uống nước nước đây. Ôi trời ơi, cái nước này uống được không? Thì cũng uống biết rồi đó, mà có lúc thì nó mùa nắng mùa khô thì nó đóng rêu đóng đồ lên cũng uống cũng hôi. Ôi trời ơi, uống rồi có đau bụng không chú? Có lúc đau bụng rồi có lúc cũng bị đau bụng nhiều chứ. À, chứ trời biết ra nữa. Nước này chỗ nó rồi múc lên trên, chỗ đó. Trên kia nó trong hơn đúng không? Trong hơn, mình múc ở trên đó, còn ở dưới đây mình múc là coi như có tắm thì đứng ở dưới ngoài đây là múc vô. À, tắm ra. Tắm là cũng ra đây múc tắm luôn hả? Đây. Ui trời ơi. Uống nước là trên lấy ra múc nước trên kia uống. Nước đó. Rồi vô mình nấu lại chứ. Vô nấu. À, nấu rồi để cho nguội được uống. À, ui. Nước này là ở trên đó nó chảy xuống hả? Trên này có hố này, cái hố nhỏ trên này chảy xuống. Trên đó có một cái hố nữa hả? Đó, không, có một cái hố từ đến đầu nó chạy, nó có không, nước nhĩ ở trên nó chạy xuống thôi. À, thôi vô chú ha. À, đi. Chứ hoàn cảnh khó có khăn. Có con ốc gì chú kìa? Có con ốc đó. Ốc này là ốc gì đó? Ốc bưu á. Bưu đen hay là bưu đi, bưu vàng? Bưu vàng. Ui, nước này đây mà mình sử dụng thì... Sử dụng là bị bệnh đấy chứ. Dạ. Thì do mình uống mà coi như mình không nấu là uống đau bụng. Thấy cuộc sống ở đây, cuộc sống của hai chú cũng khá là vất vả ha. Bây giờ mình không có tìm chỗ khác mình ở được hả chú? Không có chỗ nào ở mà. Hả? Không khổ quá, không có chỗ nào ở đâu. Ủa thì mình ra ngồi kia mình làm mình ở chứ. Làm ngồi kia thì mình tiền không có ở đâu. Hả? Đất bữa nay là coi như của hàng xóm thì tiền không mà. Mình làm chi có tiền được mình mua. Một miếng đất nhỏ nhỏ khoảng bao nhiêu tiền? Có nhà nhỏ không thôi, cái nước thì cũng hồi nào anh chừng cũng khó khăn quá thì cũng nghĩ tới không rồi. Biết hả? Không biết luôn. À, mình biết lỡ biết đây như thế này đây cái quen rứa thôi chứ không. Trời. Không chịu khó chịu cực thôi chứ không biết ra nữa. Bị cục hay sao? Bị cục. Hả? Hồi đó là mới bị rút bắt đầu cái là không bị gì nữa. Hư. Hư hả? Hư cái máy cái đây nó cắt máy cái đây đi. Ấy là có bị cùi không hay là sao? Không phải cùi. Không phải cùi không hả? Bị rút cái gọi là lỡ rồi. Rút cái khớp này lỡ rồi. Lỡ rồi bắt đầu rồi cắt cái khúc đó đi. Cắt cái luôn hả? Cắt mấy khúc nó vào. Ấy là mình tự cắt hay là sao? Cái đây là hồi bệnh viện hồi còn gần đây này. À, vô bệnh viện. Nhờ bệnh viện cắt. Tháo cái khớp này. Tháo khớp này rồi. Còn cái tay kia? Tay kia thì bị rút. Tay kia là bị rút giờ cứng đơ luôn hả? Cái ngón này không cứ mấy ngón này thì chết đầu nó rút đầu mốc không à, không có co vô được hả, cứ để miết vậy hả? Thì nó thảm còn rút luôn. Rút luôn. Còn cứng ngắc luôn. Ừ. Rồi hai chú là ở trong này cũng được mấy chục năm rồi. Ở đây cũng 20 năm rồi. 20 năm hả? 20 năm là mình sống thì y như cảnh như vậy cảnh, đó. Cảnh khổ hơn nữa. Ui trời, 20 năm mà sống trong cái cảnh như thế này. Hồi đó thì không có được con tôm nữa đâu. Yeah. Mấy tấm bạc nó lợp như thế này. À, mấy tấm bạc như thế này thôi. Lượt mấy cái bao mà phân người ta bỏ đó. À. Rồi cái đem về ghép lại đó. Dạ. Ba. Lâu lắm rồi. 30-40 năm hả? Không, không đây. Dạ. Mấy lần ở chỗ không có tôn đâu. À. Đó. Có tôn mấy lần. Cũng đi lượt cái bao đây này. À, lượt mấy cái bao đó mình ghép lại. Ghép lại cái mình. Ghép lại luôn, bỏ lại. Bây giờ mấy cái tôn nó dân rồi mới cho. Cái tỏ quá dọc ăn rồi là sốt dạ, đậm như thế này sao sống trong khổ dữ vậy trời. Cái cửa này cái này là cái cửa hả? Đây là cái cửa tối mình đóng cửa lại hả? Trong khi gió vô cũng lạnh. Gió lạnh hả? Trên này lạnh lắm hả chú? Lạnh lắm. Gió là ở đây nè mà. Buổi tối lạnh lắm hả? Tối lạnh lắm. À. Cái nhiều khi đốt lửa trong luôn. À. Khó quá chị. Mưa mạnh đồ là mấy người cũng mới cho. Dạ. Buổi tối là mình phải đốt lửa trong đó. Đốt lửa trong. Là trên này bữa tối về đêm là nó lạnh. Về đêm lạnh lắm.
Nhưng mà mũi như thế này rồi cũng treo mùng chứ còn không treo mùng thì chịu gì nữa? Không treo mùng thì cái đốt lửa mới thôi chứ không gắn. Đốt lửa là mũi nó không vô hả? Không được vô. À. Sao mà mình chịu không nổi, khó quá. Khó. Yeah. Khó lắm. Bây giờ rồi ăn uống cũng khổ cực quá ha. Ăn uống rồi thấy... Khổ có lúc có, lúc không. Dạ, yeah, ăn như vậy rồi bệnh chết. Ăn uống như vậy thôi. Ăn uống cái nước sinh hoạt nó thì thấy kém, là nó... Nước suối rồi. Lúc này mà trời nắng hay không trời mưa thì không uống được. Đục. Trời mưa nó đục hả? Nước đục hả? Đục là hứng nước mưa. À, trời mưa mà mình phải hứng nước mưa uống. Còn trời trên suối nó chảy xuống là nó đục. Đục. Cái đó là cái nước nó rỉ ra thôi chứ không rỉ ra đó, chứ không phải là suối chảy bình thường. Dạ, yeah. Nước rỉ từ trong hang đá rồi đó, chảy ra rỉ ra. Dạ, yeah. Chứ không phải là cái suối ha. Không phải suối. Nó rỉ là trời mưa là nước nó rất là độc, là không thể dùng được. Không dùng được. Là chỉ hứng nước mưa dùng. Hứng nước mưa. Và còn trời nắng thì cũng có trong. Dạ. Yeah. Ít ít chứ đó, đó bình thường đấy. Bây giờ cũng khó để mà khắc phục cái tình cảnh như thế này ha. Giờ mà mua miếng đất thì cũng khó thì. Mà hai chú là ra ngoài thì có làm được gì không? Thì ra ngoài thì chắc bà con kêu đi làm gì thì có khỏe thì đi làm kiếm. Hay là ở ngồi kia có ai cho cái nhà nằm ra mình ở nhờ được không? Không, chắc không có. Không có hả? Nhờ chính quyền địa phương được không cô? Thì cái đó cô cũng chưa nhờ nữa, cô cũng không biết. Ừ. Thì cứ nhờ cái này, có ông bí thư chi bộ là ông bữa qua cũng đe là ông ngàn đó. Ông làm bí thư chi bộ là ông có quyền hơn, ví dụ ông nhờ đủ được. Còn cô chỉ là phụ nữ thôi. Ừ. Nên cô cũng không giống nhờ cái hoàn cảnh này. Yeah. Ví dụ là nó có miếng đất nhỏ nhỏ rồi cho họ. Thì cái đó thì chắc cũng để gì rồi cô bước hộp lại để họ thử là ông chi bộ có họ đi tìm cái ai mà có miếng đất rồi nhỏ xin thì ông. Ừ. Chờ mình bây giờ mình đi xin. Xin. Ừ. Xin miếng đất nhỏ nhỏ rồi cho họ cắt cái nhà nhỏ nhỏ họ ở. Rồi làm công việc nhẹ nhẹ gì đó sống chứ ở trong này khổ cực quá. Ở trong này thì có nước nôn vậy đi rồi ăn uống thì cũng bệnh đau lần đau luôn thì trừ thôi khổ quá là như vậy. Đang ở đó làm thì cũng đất ở đây về hả chị? Ừ. Em gần gần về chưa? Dạ cũng gần về thôi. Anh bả chị bả đó nha. Dạ 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 chào cô. Dạ. Để coi. Phải ra ngoài đi, thời gian thì nó sẽ dẫn lại nhờ cô trao kìa. Dạ. Rồi không biết lắm. Chị bãi anh bãi ấy. Ừ. Cô dễ bá. Chị dễ ngăn em. Dạ dạ dạ. Dễ hả anh đi. À. À đây. Đây có đường cây nè. Thì hàng số mà lâu rồi. Họ có vô chị trong này họ biết họ ít đi lồm lá. Bên kia của nhà ông Tôm Quần á. Cái nhà ông cũng đâu có mũ sâu đâu. Mũ nhà của con nữa. Bắt con người ta. Thôi hiện tại thì con đến đây thăm hai chú. Thì trước hết cũng thay mặt các nhà hảo tâm con hỗ trợ cho hai chú một khoản tiền. Ha. Rồi có thêm cái điều kiện mình ăn uống, mình sinh hoạt, rồi thuốc men, đi khám bệnh thử, ví dụ chú đau ốm gì chú đi khám thử như thế nào ha. Dạ. Còn cái chuyện mà các nhà gì đó thì phải nhờ chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, cho một miếng đất nhỏ nhỏ ngồi đó rồi cắt cái nhà lên mình ở ngồi đó thì nó tiện hơn. Đúng rồi. Ha. Ừ. Rồi, có gì cũng nhờ cô Liên nói bên chính quyền địa phương. Dạ. Yeah. Thôi hôm nay thì con hỗ trợ cho hai chú số tiền là 15 triệu đồng ha. Rồi để dành đó rồi ăn uống rồi thuốc men. Rồi bữa sau có dựng cái lều gì đó mình ngồi đó mình ở thì ấy. Thì số tiền này gồm có 1 triệu của gia đình bác Phạm Huỳnh Nga ở bên Mỹ. 1 triệu của nhóm tình thương Miến Thương ở bên Mỹ. 1 triệu của nhóm thiện nguyện Úc Châu, Melbourne và Sydney. 1 triệu của anh Úc ở Vũng Tàu. 1 triệu của chị Nga Trần ở Thị Điển.
kiến nữa khác. Một triệu của chị Phương Nguyễn ở bên Mỹ, một triệu của em Trân Nguyễn, một triệu của em Zach Vilay, Huyền Tôn Nữ ở bên Mỹ, một triệu của vợ chồng cô Kim chú Tài ở bên Mỹ, một triệu của cô Tiên Hồ ở bên Mỹ, một triệu của anh Khang Trần ở bên Mỹ, một triệu của gia đình chị Vũ Thị Minh Hương ở bên Mỹ, một triệu của anh chị Minh ở Canada và 2 triệu của chị Kim Hiền ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Tổng số tiền 15 triệu đồng. Này con gửi cho chú ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rồi đủ 15 triệu ha. Này. À, xin cảm ơn. Đây là chú cũng cảm ơn trong đoàn. Rồi cảm ơn của cháu và cảm ơn tất cả bà con hàng xóm. Chú nói to lên như sao chú nói nhỏ vậy? Cảm ơn chú nói không ra lời hả? Không ra lời đúng mệt trong người đó. Mệt trong người hả? Nhưng mà đi tìm em đó, rồi có đi lên đi xuống gì cũng mệt. Dạ. Rồi xe thì đi mệt lên mệt xuống cái điểm đó cũng đi không được. Đó. Thì cái đây thì cũng ở trong chủ cái đoàn thì của mình thương người, thì thân thân thì giúp đỡ thì xin nhận để nuôi em. Rồi sau này em mình nó có được đỡ vào đồng tiền của đoàn thì cũng xin nói thì nhường cho em để em nói vài câu. Em đứng đây đi. Dạ. Mệt quá hả chú? Thở không được. Thở không được hả? Ừ, trời. Em thấy cái tim của chú nó giật giật chỗ này luôn nè. Mệt. Hả? Mệt. Mệt hả? Hồi nãy đi lên đi kia mà như là đang. Rồi muốn về thang với cái tim. Nó ẩm lên mà. Cái tim của chú chỗ này nó giật 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 liên tục. Mệt hả? Bây giờ mà chú còn đi xa nữa thì sao sức khỏe cho đảm bảo được? Chú nó nằm luôn vậy thôi. Yeah. Đi không nói nữa đâu. Đi không nói nữa. Dạ. Thì đây thì cũng nhờ trong con cháu thì giúp đỡ thì chú phải giúp đỡ. Dạ, thôi chú lo cho em lo chú. Lo cho em. Ha. Lo cho chú nữa rồi lo cho em rồi cái lượng đau ốm rồi gì đó rồi dạ. Chú cũng đau nữa rồi cái nhiều phải đi khám dạ. Mua thuốc mua đồ uống ha. Thuốc mua đồ uống bị xe tông rồi đó. Xe tông nữa hả? Chưa tháo vít nữa. Chưa tháo vít hả? Lại còn bị gãy cái xương bên đầu. Xe tông lâu chưa? Xe máy tông gần hơn năm rồi. Hai năm rồi. Hơn năm rồi. Hơn năm rồi mà còn vít trong đó hả? Chưa tháo được. Bị gãy xương vai hả? Còn viết chỗ này nè hả? Còn viết. Đây nè hả? Trời. Trời chuyển nó đau lắm. Trời chuyển nó nhất. Trời dòng á. Dạ. Rồi thôi hai chú cố gắng ha. Cố gắng khắc phục cái cuộc sống. Giờ ở trong này thì cũng cực khổ quá rồi. Không biết là sống chết thế nào nữa. Không biết. Ừ. Nhờ chị Bãi đó mà chị chân đau đây này. Chị thấy đau rồi như này chị gì? Cũng cho thuốc, người cũng cho gạo, người vô hai anh em nấu cháo nấu đồ đó rồi ăn hàng ngày nữa, rồi có khi chú khỏe thì chú bớt thì chú đi làm, ai kêu thì chú đi làm, ngày mấy chục đó, rồi về cũng mua gạo, mua mắm, rồi thắm lê sống ở đây thì nó lưu tuổi mà cái như thắp đèn dầu thôi. Nhiều khi mình em phải ăn cơm ăn miếng sớm. Ở đây buổi tối chắc nên túi như mực luôn hả? Tối lắm. Sống lắm. Như về cái thời tiền sử luôn đó. Cũng như cái thời đó đó. Không có điện. Khổ. Chỉ có cái đèn nhỏ. Có đèn. Có đèn. Có đèn đấy thôi. Là trong giữa rừng này là như một màu đen thui hết. Màu đen thui. Ghê. Rồi có khi nào bị rắn cắn không? Rắn thì mình không chú đâu có đi đâu không sợ. Quanh xung quanh. Rắn nó bò vô sao? Rắn thì nó cây cối nó quá trời nó mềm mềm có đó chứ mà không đâu có rắn đó rắn chứ rắn xanh xanh đó rắn lục á hả rắn lục á ừ.
thôi cố gắng rồi để nhờ chính quyền địa phương người ta giúp cho một miếng đất nhỏ nhỏ nào đó rồi dựng cái nhà nhỏ nhỏ hai anh em ra ngồi đó ở ha. Rồi cái đó thì nhờ chỗ cô Liên của liên hệ với lại bên chính quyền để tìm một miếng đất nhỏ nào đó rồi ở ngồi kia này. Rồi hai chú cũng chăm lo cho sức khỏe nha. Giờ con cũng xin phép đi trước. Rồi cũng mong là hai chú có thêm cái sức khỏe để cố gắng lo cho em. Chú cảm ơn cháu. Rồi ok thì hai chú thì ở trong này mấy chục năm nên cũng ít giao tiếp ở bên ngoài đúng không? Ít. Dạ. Hồi đó chú có đi học gì không? Chú học khó khăn quá, chú học cái lưỡi giữa bỏ mấy cái lớp 2, lớp 3. Mới 2, lớp 2, lớp 3 là bỏ đó. Bỏ. Rồi còn giờ biết viết chữ chứ? Viết, nhưng mà cái như nhiều khi là viết cũng không có đúng chính tả đâu. Dạ. Cũng sai. Nên là chú này cũng có đi học hả? Không, không có đi học. Dạ? Chú không có đi học luôn hả? Không. Nó bị bệnh hồi nhỏ là như thế, là viết tới lớn thôi chứ không học được. Tay chân thì thế thôi, đâu có cầm bút được đâu. Dạ. Bị bệnh. Mũi nhiều lắm. Dạ, thôi con xin phép ha. Rồi có chị chú cảm ơn. Dạ. Rồi, ok thì Phi cũng xin thay mặt cho hai chú. Nãy giờ quên cái tên của chú là chú Trung hả? Chú Trung với chú Hiệp. Phi cũng xin thay mặt cho chú Trung và chú Hiệp là gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để giúp đỡ cho hai chú có một cái khoản tiền để trang trải cuộc sống, lo cho người em bệnh tật. Và mình cố gắng mình mũi không hả? Mũi nhiều lắm. Mình cố gắng mình khắc phục cái cuộc sống cho nó tốt hơn chú ha. Chú cảm ơn. Ok, Phi xin mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại.